Ngày 29 tháng 7, thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, các tàu cứu nạn được rút về đất liền do việc tìm kiếm trục vớt tàu NA95899TS bị đâm chìm không thành công. Lý do chiếc tàu này nặng khoảng 200 tấn, bị chìm ở vùng biển có độ sâu hơn 65 mét, lại bị lưới vây quanh tàu nên việc trục vớt gặp nhiều khó khăn. Lực lượng tìm kiếm đã chuyển sang các phương án lâu dài hơn, phát thông báo hàng hải để tất cả các phương tiện qua khu vực tàu bị nạn, nếu phát hiện vật thể lạ thì thông báo ngay cho trung tâm tìm kiếm cứu nạn, thuê đội giả cao rà soát toàn bộ vùng lân cận tàu cá bị đắm, đồng thời nhờ sự tham vấn từ các quốc gia tổ chức quốc tế về kinh nghiệm tìm kiếm tốt nhất. Trước đó cơ quan chức năng đã xác định danh tính ADN của thi thể ba ngư dân được đưa vào bờ, gồm ông Nguyễn Văn Tùng, ông Nguyễn Tuấn Phong và thuyền trưởng Hồ Bá Lâm. Như vậy, đến nay, sau hơn một tháng xảy ra vụ tàu cá NA 95899TS bị đâm chìm ở vùng biển cách đảo Bạch Long Vĩ, cơ quan chức năng đã tìm thấy và xác định danh tính 4 người dân tử vong. Hiện vẫn còn 6 người dân mất tích.